Thưa quý vị, hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3 hàng năm tại nước ta luôn gắn liền với nhiều sự kiện kỷ niệm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, khẳng định sự đóng góp của phụ nữ không chỉ ở mỗi mái ấm gia đình mà vươn tầm ra nhiều vấn đề hệ trọng của quốc gia mà lịch sử đã ghi nhận. Trong đại dịch COVID-19, vai trò của phụ nữ càng minh chứng rõ nét, điểm thêm những nét vàng son cho truyền thống quý báu, anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang, 8 chữ vàng mà Bác Hồ đã trao tặng. Dịp Tết vừa rồi thì cao điểm chống dịch của thành phố thì đương nhiên là ngành y tế là phải đi đầu. Mình phải cùng với những chị em nữ đồng nghiệp khác phải khẩn trương xuống ổ dịch để xử lý, khẩn trương điều tra truy vết, rồi khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm, rồi là khẩn trương chỉ đạo để ngay lập tức đưa ca bệnh dương tính để đi cách ly kịp thời và những người tiếp xúc gần đi cách ly kịp thời. Không chỉ trực tiếp công tác trong ngành y, bác sĩ Nguyễn Thanh Trang còn là hậu phương vững chắc trong cùng một gia đình với bác sĩ Nguyễn Trí Dũng, giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh. Không chia sẻ nhiều về mái ấm riêng vì suốt giai đoạn COVID-19 vừa qua, cả hai vợ chồng bác sĩ đã dành trọn thời gian cho cuộc chiến chống dịch như chống giặc. Thế nhưng là nữ giới, việc chu toàn cho gia đình là một nhiệm vụ cao cả đối với bác sĩ Thanh Trang. Chúng tôi có những cái câu chuyện hài hước hay là dí dỏm hay là rất là nhiều những cái hình thức khác để chúng tôi động viên lẫn nhau. Thì tôi nghĩ là gia đình mình cũng như các gia đình khác thôi, người ta cũng phải cân bằng như vậy trong cái cuộc chiến chống Covid này, vì chúng ta cũng chưa biết cái cuộc chiến này sẽ bao giờ là kết thúc. Gồng mình chống dịch, nơi căng thẳng nhất phải kể đến là Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh. Nữ chánh văn phòng sở, bác sĩ Nguyễn Thị Huỳnh Mai cũng không quản ngại khó khăn, vì chỉ biết rằng ở tuyến đầu hay hậu phương đều có không ít chị em phụ nữ trong ngành vẫn đang hy sinh thầm lặng. Đã có không ít nữ cán bộ nhân viên ngành y tế gác lại niềm vui riêng lo chống dịch, như câu chuyện vợ chồng bác sĩ Thanh Xuân, bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh đã nhiều lần hoãn cưới tập trung làm nhiệm vụ. Hay giữa lúc chúng ta đang dành nhiều yêu thương cho một nửa của thế giới, vẫn có không ít các chị em đang trực tiếp làm nhiệm vụ tại các bệnh viện dã chiến, khu cách ly. Động lực làm em hy sinh những cái niềm riêng của mình để tham gia vào công tác dịch bệnh, thứ nhất là vì bản thân em là một bác sĩ, đó là trách nhiệm của em cũng như là đam mê của em khi mà đã lựa chọn cái nghề đầy vất vả gian truân này. Khi phân công nhiệm vụ thì hầu như chị em nữ là những người nhận nhiệm vụ đầu tiên và xung phong đầu tiên. Niềm tin chiến thắng, đó là cái mà trong đầu của tất cả các chúng tôi hiện nay, là chúng ta phải chiến thắng, và chúng ta đã chiến thắng rồi thì chúng ta phải chiến thắng trong cái đợt dịch mà rất là nguy hiểm trên toàn thế giới này. Tổ chức hội của chúng tôi cũng rất quan tâm đến một lực lượng, đó là các chị là nữ nhân viên y tế, lực lượng nữ y bác sĩ đang làm những cái nhiệm vụ cho cái công tác phòng chống dịch, vì sức khỏe của nhân dân, vì sự an toàn nơi cộng đồng. Cùng với xã hội, chúng ta gửi những lời tri ân đối với những người phụ nữ đã làm nên những điều phi thường, mặc dù có thể những điều phi thường đó rất bình thường, để bảo vệ cho gia đình, bảo vệ cho những người yêu thương của mình, bảo vệ cho cộng đồng, bảo vệ cho xã hội trong suốt năm Covid vừa qua. Kính thưa tất cả quý vị, ngành y tế vốn là ngành đã phải chịu nhiều áp lực vất vả. Điều này được cảm nhận rõ nét trong công tác phòng chống đại dịch Covid-19 đã và đang diễn ra. Với những nữ cán bộ, nhân viên, y bác sĩ, thầy thuốc đang công tác trong ngành y tế thì áp lực này càng tăng lên gấp bội phần khi họ vừa phải làm trọng trách bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân, vừa phải làm tròn thiên chức của người mẹ, người phụ nữ trong gia đình. Tất cả điều đó là những sự hy sinh cao quý và thầm lặng, rất đáng được xã hội tôn vinh. Những lời tâm sự chan chứa tình cảm, trách nhiệm và những hình ảnh thật xúc động, thưa quý vị. Sẽ không có lời nào để diễn tả hết những phẩm chất cao quý của người phụ nữ Việt Nam. Đó là sự hy sinh âm thầm, là những yêu thương lặng lẽ, luôn được trao đi mà không cần nhận lại. Đó cũng chính là nét đẹp tâm hồn và giá trị cao cả cần được tôn vinh của người phụ nữ Việt Nam.